Thôi nếu mà anh có nói nhiều điều nữa thì em cũng đừng cười anh nha. Ừ. Nói ông này sao nói nhiều quá. Ừ. Tán em. Những cái tình cảm của anh, những cái cảm xúc của anh đều bộc bạch tâm sự với em. Cái ngày đặc biệt của phụ nữ là ngày 8 tháng 3. Mà cũng lạ lắm, cũng ngộ thật. Cái này anh cũng không không hiểu tại sao mà nhận giải là ngày 6 tháng 3 từ Hà Nội, thì ngày 7 tháng 3 là anh về, ngày đêm 6 tháng 3 thì anh về ngày 7 tháng 3, rồi hôm nay ngày 8 tháng 3 lại nó trùng hợp một ngày gần gũi nhau như thế. Em ha, vui ha. Tặng em bó hoa này, bó hoa này tôi tặng cho Thanh Kim Huệ nè. Em anh nhận em cái nha. Nói rồi, để đứng lên, đứng lên đấy, dựa bên anh. Có ai chụp giùm tôi tấm hình này không? Dạ có. Cảm ơn các bạn nha. Dạ. Khoan khoan cho đứng lên, đứng lên cho anh chụp đấy. Ờ, cho nha. Xung xuống với mẹ anh con. Xung hình xuống, dùng xuống với mẹ. Xung xuống với mẹ. Xung xuống mẹ anh con. Rồi. Đó. Cô với chú rất là dễ thương luôn, cô chú anh chị ơi. Nặng quá cho nên anh không dám ở cái kết ra. Sợ anh đen rồi em chê anh. Đó, có dù rồi chú. Đó. Chú nựng cô cho đi. Nên là anh dẫn cái đầu cái kết để nói chuyện với em. Đừng buồn nhé. Rất là duyên. Kinh quá. Nếu không có Covid ấy, thì cái bằng danh bằng nghệ sĩ nhân dân thì đã mình có cái năm đó rồi phải không em? Nhưng mà trải qua bao nhiêu thì đã chấp hay cái gì, tức là tổ chức nó bị hơi 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 lệch, cho nên tới hôm nay mới mới cái tổ chức mới hoàn thành. Cho nên đó, là mình khi mình nhận cái này khán giả nói là hơi muộn. Thôi đó là khán giả nhưng mà hiện hữu là anh, đối với anh thấy không có muộn. Giờ nào anh cũng thấy là mới hết. Ngày nào anh cũng thấy là mới hết. Không có muộn đâu. Cô cười đó chú. Cô cười đó. Cười không? Dạ, cô cười đó. Cô thấy hạnh không, phúc. Bà chỉ cười thôi à, dạ. Nàng chỉ cười thôi hả? Dạ. Xưa nay là tánh vậy mà. Dạ. Không có nói mà dạ. Cười không à. Dạ. Chứ cô chú cái cười đó mới giết tôi. Chứ cô thấy chú cũng dễ thương quá mà không cười sao được. Nhưng mà cô rất tiếc là phải cô sống thêm 50 năm nữa, chú Thanh Điền càng già càng đẹp lão. Đó là con nói thật. Con thấy như mấy con thấy như vậy cũng ấm cúng rồi mấy con. Dạ, dạ rất là ấm cúng luôn. Cô nơi ở trên trời cô cũng hãnh diện. Được ông xã chăm sóc. Không ai được như cô.
Thôi được rồi. Anh Nam Hùng ơi, để đốt nhang cho mấy chú đi. Giờ là qua thăm Nam Hùng. Đốt nhang cho mấy chú. Nhang nó bật dừa lên đi. Nhang cho mấy chú hết rồi đây. Chị chú ra đốt nhang, chú Nam Hùng ha. Anh Nam Hùng ơi, hôm nay xin báo với anh là em với anh Cung Vệ và một số anh em nghệ sĩ lớn tuổi và có anh Hùng Minh nữa nha anh, những nghệ sĩ trẻ nhận được cái danh dự là bằng nghệ sĩ nhân dân, bằng nghệ sĩ ưu tú của mọi ngành nghề đã đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Anh nghĩ rằng anh mừng cho tụi em đúng giờ không? Anh Sa ơi, em với Huệ đã nhận được bằng nghệ sĩ nhân dân và một số anh em nghệ sĩ trẻ cũng nhận được, và đặc biệt là anh Hùng Minh cũng được phong tặng nghệ sĩ nhân dân. Anh vui cùng tụi em và anh Hùng Minh nha. Anh Thanh Tú ơi, xin báo với anh là em với Huệ và Hùng Minh được nhận cái bằng nghệ sĩ nhân dân cùng với các nghệ sĩ trẻ cũng được nghệ sĩ nhân dân và ưu tú. Lần này đặc biệt là mọi ngành nghề ai đóng góp cho đất nước, cho xã hội nhiều đều có phong tặng. Anh vui với chúng em nhé. Chào em Vũ Linh em trai. Đáng lý thì nếu mà em đó có làm được một cái tờ trình của hoạt động của mình đó, thì hôm thì em đợt này em cũng được nhận cái bằng nghệ sĩ nhân dân rồi, nhưng mà tiếc là cái hồ sơ của em hình như là trễ hay sao đó, cái anh không biết. Nhưng mà hôm nay anh với chị Huệ và anh Nam Hùng được nhận cái bằng nghệ sĩ nhân dân với một số nghệ sĩ trẻ, mà những nghệ sĩ trẻ lúc trước đó cũng là đệ tử của em nữa đó, cũng đã nhận được những cái bằng danh dự lớn như thế này, thì em cũng chia sẻ và vui với tụi anh, với chị và với những đệ tử của em ha. Chú rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Chú rất là dễ thương luôn. Cái bông cái mùa già là cái vậy nè. Qua 10 giờ đó.